Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bông hoa 8 cánh theo phong cách origami vô cùng đơn giản. Bạn sẽ cần đến 8 tấm bìa hình tròn có đường kính 8cm. Sau đó bạn sẽ gấp đôi đường tròn lại. Mình gấp đôi đường tròn thêm một lần nữa. Sau khi đã gấp đường tròn thành hình có góc vuông như thế này thì chúng mình sẽ tương tự từ 4 tấm bìa hình tròn kia mình cũng sẽ gấp như thế. Sau khi đã được những cánh hoa như thế này, chúng mình sẽ cùng dán các cánh hoa lại với nhau. Vậy là mình đã làm xong bông hoa 8 cánh. Bây giờ mình sẽ cắt phần cuống hoa nhé. Chúng mình sẽ cần một miếng bìa hình vuông. Mình gấp miếng bìa, mình gấp chéo miếng bìa. Không nghe gì cả. Mình gấp chéo miếng bìa hình vuông thành 3 lần. Sau đó mình sẽ dùng bút vẽ cánh và cắt cánh như thế này. Là mình đã có phần cuống của bông hoa rồi, mình chỉ cần dán bông hoa vào phần cuống hoa nữa thôi là xong.